phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Ở đây chứ, ở kia chứ. Đây, mình hát đây nè. Cái kia. Trời đất ơi, hôm nay mình tới đây là để ôn lại kỷ niệm, chứ không phải cãi nhau. Đừng có mà bắt người ta ăn kẹo thối. Tôi sẽ trả giá cho mấy người đó. Ở đây có một cái cuốn sách rồi. Ở đây có một cái cuốn sách. Để xem trong cái này có cái gì. Anh nghĩ đây là cách này. Đây như kiểu một cái nhật ký. Đây là một cái nhật ký rồi. Ủa cái lúc này đi tập thể dục ấy hả? Ở bên Di này. Nhìn như là một cô công nhân đi tập thể dục buổi sáng luôn đó. Trời ơi. Cô công nhân thì không có cái mũ này, cái áo gì này rồi. Không thể rồi, cô công nhân không thể rồi. Ôi anh nè. Tú là trong nhà nè. Ôi mặt ông tiền kìa. Mới ngủ dậy này. Thứ nhất, đây là có chưa ngủ dậy, thứ dậy nhất, đúng không? Thứ nhất là đang ngủ vì gọi dậy. Bạn có được quản lý cũng có nói với em là chuẩn bị làm giám đốc âm nhạc của một cái show. Nhưng mà đến cái hồi nhận cái đĩa than này xong rồi kiểu mới ớ ra là ớ. Là mình phải làm 2-3 vai trò một lúc à. Thế thì thực ra là Tuyền còn hơn bọn em vì bọn em không biết gì. Người ta đưa cái là người ta đi về ấy. À, đưa cái là đi luôn đúng không? À, ngày gặp nhau lần đầu tiên. Anh em mới đúng như sao? Chị em Ê! Chị em đây, ui, đang tính nói là khoảng 2-3. Chúng tôi là nhóm Đĩa Than Hồng. Ui, nhớ nhở? Wow. Chào mừng chưa? Sì. Chỗ này là chỗ đấy em buồn quá vì em hát không được. Ôi cái nét buồn của em nó đẹp dữ vậy. Ngửa lên này kiểu ngửa lên này. Mắt đít hơi đít nhẹ nhá. Không, hơi hở môi một chút, Lại nhá. Xuất sắc luôn. Mới ăn mật ong xong không buồn nổi. Lúc đó ngoài còn nói là muốn kiểu ao á. Nhưng mà lại cảm thấy may sao? Nếu đây là một chương trình mà chỉ phát sóng về cái việc mà mình hát hò á thì chắc là khán giả sẽ không hiểu được. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì chương trình đã quay, đã phát tất cả những gì mà chúng ta từ lúc tập luyện, ốm đau, bệnh tật hay là tất cả mọi thứ. Em ơi, công nhận là Behind the Scene chụp rất có tâm. Tú tập đấy là hò. Bây giờ vẫn thế mà. Ôi anh em đi hát. Ngồi, đây, cái nết của ba chúng ta rất giống nhau. Đây. Ăn cả. Thôi ăn, anh nghĩ là ăn tạm cái này. Ngon đấy, có vẻ ngon đấy mọi người. Không, cho Hòa này, em út này. Ôi trời ơi, đây. Xinh quá trời luôn. Đây là cái việc mà gọi là lần đầu tiên mà mình phải đi làm cái chuyện này. Đó chính là đi để giới thiệu về show diễn. Nhưng mà nhờ cái giới thiệu này mới biết tất cả mọi người ai cũng biết em. Sao? Tất cả mọi người ai cũng biết em. Em có cái may mắn đó mọi người là em có cái duyên game show. Nên là mọi người khán giả, mặc dù là em không có bài hit nhiều, nhưng mọi người lại biết em qua game show rất nhiều. Trong suốt 6 năm qua là bắt đầu lúc vào nghề chuyên nghiệp là em đã tham gia game show rồi. Sau đó thì đến năm 2018 á, là em ý quyết định nghỉ, dừng lại và chỉ chắt lọc thôi. Bởi vì
em cảm thấy là bản thân mình không còn cái sự duyên dáng để tham gia game show nữa nên em dừng lại. Thế là giữ một cái gì đây là chương trình thiếm hoi em nhận lời tham gia. Tại vì em nghĩ là được đi hát, nó cũng là hát mà, được gặp khán giả. Xong bọn mình ra ôi trời ơi, ui nè, à màu xanh mà không thì có màu xanh vào cũng đẹp, có màu xanh vào đẹp mà. Nhưng để ý mà xem, Ben là một khía cạnh mà chúng mình cũng không bao giờ quên được. Các bạn ấy luôn lên đằng sau. Thứ nhất là hay ấy, thì có nhiều ban nhạc hay, nhưng mà ban nhạc này á quá support và dễ thương với nghệ sĩ. Bạn này là em biết là từ những ban nhạc khác nhau. Rip lại với nhau. Đúng rồi, xong em ghép lại các bạn với nhau tại vì không biết nhìn có cảm giác là những bạn này sẽ hợp với nhau. Ồ. 1 2 3. 1 2 3. Yêu quá. Đêm diễn đầu tiên Thảo Hoa. Mình bắt chương trình anh nhầm mọi người một cuốn. Đấy, anh đang tính là mỗi người một không, cuốn. Không, mọi người ơi, đây là làm handmade ạ, à, nên là làm mỗi người cuốn cũng hơi vất vả. Chương 2 nè, hit rewind nè. Ui dồi ôi. Đây là cái buổi casting thất bại nhất trong tất cả lịch sử, trong tất cả các buổi casting, bởi vì không cast được ai. Không cast. Không casting mọi người cũng thương rồi. Em nhưng mà cuối cùng em vẫn phải hát như bình thường. Đến tận hôm nay, sức khỏe nó còn tệ hơn hôm đầu tiên nữa. À, xong em đi về trước đúng không? Xin đi về trước không phỏng vấn đúng không? Anh có biết. Này, nhớ này, nói mi thấy thật sự Ali Hoàng Dương rất dễ thương nha. Dễ thương mà. Bạn này là bạn kiểu như là muốn là cho cả thế giới biết hiểu là mình mạnh mẽ. Mặc dù bạn rất mong manh, này rất dễ thương, cũng phải gặp nhau bên ngoài á thì mình mới cảm nhận rõ nhất được. Còn chị Quỳnh Anh thì khỏi nói rồi, lầy là chấp gọi là ngang cơ, ngang cơ với bọn mình luôn. Không anh không tin luôn đấy, Quỳnh không tin luôn. Tưởng là chị là đàn chị thì chị sẽ kiểu có sẽ có một cái chút tính hơn. Đúng rồi, nhưng không hề. Đồ nè, lúc mà chuẩn bị đồ cho mình nè. À trời ơi. Đây cái này em còn ăn còn ăn. Buồn cười quá. Dễ thương ha. Đầu tiên. Tuyền thì khác gì? Nè tú là... Bà tú đang chạy ôm bà Tuyền này. Giống như là một cái câu chuyện vậy đó. Đó. Đẹp quá. Đẹp xuống nhớ của mình đúng không? Về lúc mà xong bọn mình phải hát 20 bài ấy nhỉ? Hát nhiều đấy. Thường ấy, 20 mấy bài á. Nửa bài, đổi bài khác. Liên tục. Lắp song. Ôi cái mày ra mày. Trời ơi, tức dễ sợ. Em cảm nhận được đây là ông này đang diễn. Tại vì mặt anh ấy rất là sân khấu điện ảnh ý. À, thế à? Nhưng mà sau đấy đến cái đoạn mà chị khóc á thì đấy. Em bắt đầu. Ôi cái chị đó chị giả mèn quá hả? anh còn nhìn Hòa lúc đấy, Hòa nhớ không? Anh bảo Hòa thế nào? Thế Hòa mới ra đi đấy. Ý là em bảo anh Tú là Tú ơi, chị khóc rồi, Tú đi ra đi. Thế là... tại vì em thấy chị khóc cũng khá thật đi. Em ra hỏng hết. Ui tú kìa. Được đấy. Look so cool. Nhưng mà được cái là Tú mặc quần áo đi tập đẹp hơn diễn. Và lúc mặt Tú đẹp nhất là khi được Hòa make up cho. Không có cảnh đấy trong này không nhỉ? Mong là có. Gì đấy? Không, em nghĩ là ngày hôm đó là Ly đang hơi nhạy cảm một vấn đề gì đấy. Cũng do anh nữa. Đây là buổi tập mà em rất ấn tượng với cái bài hát mà Lily ra mắt. Hợp cảnh luôn á. Em thấy là đúng là Lily thực sự là hit maker á. Có Lily tham gia cái tập Love Song này là một sự lựa chọn quá chính xác. Cái tập này Nam thể hiện được cái con người rất là cá tính, rất là vui vẻ, nhẹ nhàng, nhây nhây. Kia viết lên trên tường rằng anh đã hết mến thương, yêu đương với anh này như gió sương. Hóa ra lâu nay đàn ông thương yêu như vậy, thế sao mà em chẳng hay. Hóa ra lâu nay đàn ông vốn dĩ không gì đổi thay. Em vẫn chưa ấn tượng giọng hát của anh Nam bằng tập sau. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dẫu trời biết có nỗi đau vô cùng, khi dừng chân mới hai ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát anh chẳng theo về, nơi nào mai ấm này. Em thề anh là phải lấy ảnh này anh về làm ảnh cưới giúp em đi. Sao lại làm ảnh cưới ra? Em nói nhầm với sao ấy. Em có muốn thay đổi chuyện của người khác đâu.
Mọi người ơi, ủa, anh cũng giữ kín y chang cái chuyện này. Em với anh Hải, mỗi con người đều có ba cuộc đời công khai, cuộc đời bí mật và cuộc mình, đời cần phải chung dấu. Bỏ hết lên này, chơi trực căng máu đi. Bỏ hết lên đi, ai có tin nhắn gì phải đọc. Trời, này phải bật nhá, phải bật chuông nhá. Bật chuông nhá. Chuông nhá, chơi lịch sự nhá. Rồi. Ê, bắt đầu, ê, này, này. Này, không phải tắt mô tin nha. Ok. Lịch sự. Ai có tin nhắn gì phải đọc nhá. Ok. Ôi, Lily ơi. Anh Hải ơi. Không, nhưng mà anh đẹp quá. Ôi, sếp đẹp thế. Trời ơi là trời. Ôi. Đêm nay em bị sốt này. À thế à? Không nói. Ồ. Bây giờ mới nói. Sốt nữa hả? Ừ. Thế em thì lại là chiều là bệnh. À, xong bắt đầu đi chích. Chích thì bắt đầu là tối là có sức. Thế đã sáng hôm sau bắt đầu là mới gọi là la liệt. Ui, sao cái bộ màu tím của em lên đẹp quá ta. Ủa, lên đẹp mà. Má này xinh nhỉ? Má này, má nó có cái người ta gọi cái gì nhỉ? Rất đầm tím. Em còn nó hai cái một bên cơ. Đây. Đây. Đâm. Đây nè. Cố là 1 2 3. 1 2 3. Cố là 1 2 3. Thấy chưa? Thấy rồi. Hai cái luôn. Hai cái luôn. Giữ luôn. Giữ cái này nhá. Số người khác mùa đông là mùa yêu nhau. Cá nhân Linh vẫn thích mùa đông nhất. Linh muốn chia sẻ cái nỗi buồn của người nghe. Và khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn có thể mỉm cười. Thì đó là cái mong muốn lớn nhất của Linh khi mà làm nhạc thôi. Nếu em từng nghĩ mà này có nhau, nếu anh từng cố chôn vùi nỗi đau, có không hạnh phúc đến mãi sau, dù là trong giấc mơ. Xa như ngày đó ta đừng cách xa, xa như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua. Chiếc con vội vàng, ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu. Mùa đông chưa bao giờ tới, vì hai chúng ta hai nơi. Nỗi nhớ thêm chơi với đôi bờ mi ướt nhòe. Chôn giấu buốt giá kéo dài thật lâu.
dấu bóng xa người xa nơi đâu, chỉ thấy nước mắt của em đong đầy chân mi. Người gieo bao nhiêu thương nhớ mãi mãi chỉ là cơn mơ, mùa đông chưa bao giờ. Thắng rất nhiều. Ôm một cái nha. Cảm ơn đã tặng bài hát này cho Uyên Linh. Cảm ơn. Thank you. Đâu thể nào dễ dàng lui về chỗ như thế. Anh ơi, em chào anh ạ. Em quên lấy bài hát. Em không cần anh tặng đâu, em mua được anh ạ. Anh ơi. Anh Hòa thì nói thế thôi, em cũng rất chào anh. Nghe thấy bài hát của mình hay không ạ? Đến bây giờ em vẫn đang rất là xúc động khi nghe cái ca khúc này ở đây, và em có những cái cảm xúc á, không cần phải nói thành lời. Tác giả của bài hát lên chỉ đơn giản là cảm ơn Uyên Linh đã hát bài này, nhưng mà Linh nhìn ánh mắt của anh ấy thì Linh nghĩ những cái cảm xúc và những cái hành động không lời đó nó còn đắt giá hơn lời nói rất nhiều. Con đường của một ca sĩ á, khi nhìn thấy những cái sự xúc động không lời đó, đó là một cái phần thưởng rất là lớn. Như những nhạc sĩ trẻ khác luôn mơ ước là có một ngày chị Uyên Linh sẽ hát ca khúc của mình. Em không biết nói gì hơn, hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho ca khúc này và con đường tiếp theo của chị Uyên Linh. Xin cảm ơn. Cảm ơn Thắng nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Với bài hát này, Uyên Linh đã dành cho nó rất nhiều tình cảm. Linh có bản phối cho song ca, và bên cạnh đó Linh có bản phối cho đơn ca nữa. Chị để muốn nói với Thắng rằng Linh rất thích bài này. Cảm ơn nhiều. Hát cho bọn em nữa. Hòa anh sáng tác của em nữa. Hòa nói đi. Hòa nói là sáng tác cho Hòa nữa. Kiện Ly ngồi đây sao không xin Ly nhỉ? Không. Ly là xin rồi. Chị ơi, xin hát tập trước rồi. Ly ơi, chị nữa nhá, cho chị nữa nhá. Ly là bọn em xin lâu lắm rồi chị ạ. Chị cũng xin mà cũng chưa được. Thì cũng xin chia sẻ một chút xíu là cái bài hát này thì em viết lúc đang hạnh phúc cùng với một cái mối tình. Thì hai đứa rất là hay đi ngồi xe máy rồi đi dạo trên đại lộ Đông Tây. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhờ. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Cho tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây. Nhưng mà bây giờ chia tay rồi. Chia tay sau đó cũng không lâu lắm. Thì sau khi chia tay cái mối tình này thì em có viết một cái ca khúc mà chắc bây giờ em sẽ hát luôn. Ca khúc này tên là Sài Gòn Đau Lòng Quá. Nghe tôi đã đau rồi mọi người ạ. Và ca khúc này cũng là một ca khúc em chưa hát ở đâu bao giờ. Đây sẽ là sân khấu đầu tiên. Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu. Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Mình đã từng hứa bên nhau hết tháng năm dài. Yêu đến khi ngừng hơi thở, đến khi ngừng mơ. Nắm chặt tay đi hết nhân thế này. Chân trời hằn chân ta, vô tận là chúng ta. Mình đã từng hứa đi qua hết bao thăng trầm. Cho dấu mai này xa rời, vẫn không hề đổi rời. Có ngờ đâu đã sắp tan với tành.
nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali, cứ càng yêu cứ càng đau, cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Tokyo hay Seoul, Paris hay New York, đi càng xa càng không thể quên. Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Cho dấu mai này về đâu, vẫn luôn còn nhau. Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa, nào đâu ai biết sớm tan với tay. Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali, cứ càng yêu cứ càng đau, cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều. Càng xa càng không thể quên. Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Ngày tôi chưa từng biết khóc, tôi chưa từng biết nhớ, ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao, niềm đau sẽ tìm như nào. Ngày người chưa đến mang theo giấc mơ, rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ, chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng. Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa, Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu, để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nào bỏ cái verse của anh Victor Siro đi luôn không? Không, hôm đấy có một cái bạn khán giả, là bạn đó là
đạt giải nhất trong cuộc thi Talent của FPT. Còn điều gì ngu ngốc ân, lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Càng nhắm mắt yêu, những sâu xuyên khi chạm tay, những háo hức tìm thuần thứ. Chẳng còn ai thương lấy mình ngoài chính bản thân, cho em một lần cuối cùng được nói nhớ anh. Có ai thoát được mình ra khỏi chân lý trong tình yêu, không thể cùng nhau suốt kỳ. Trái tim lại dễ đến sau niềm đau suốt kia. Tình đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ, chưa có quên được đâu. Chuyện buồn đôi ta đã hết, sao chẳng thể hết tàn tạ. Chỉ vì có quen một người mà dằn vặt đến nỗi thân tâm không ngừng héo úa. Ngỡ sương sớm tràn mỹ mắt, môi đắng lệ chiếu nắng, lặng lặng thương nhớ trong hao gầy. Dẫu đi mối tình gục ngã, hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa lạ. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Vài người vội vã cho em là người may mắn ấy, thế mà anh đổi thay. Ngu ngốc ba, lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Càng nhắm mắt yêu, những sao xuyên khi chạm tay, những hào hứng tìm thuần thứ. Chân lý trong tình yêu, không thể cùng nhau suốt kiếp. Kỳ trận trong hai tháng này là nỗi nhớ anh, giang tay chẳng ai đáp lời. Tuyền đắm xa khơi, nơi em đứng mưa tầm ta, chia cô trở nên nhỏ bé, không che được em nhớ. Kỷ niệm trong hai tháng này là nỗi nhớ anh, giang tay chẳng ai đáp lời. Thuyền đắm giữa khơi, nơi em đứng mưa tầm ta, chia to cho nên nhỏ bé, không che được em.
nó khàn khèo khào khào ấy, nên lúc nào những cái giọng đó cũng cũng tạo cái cảm xúc lớn hơn. Đã nha, đã mà rất đã rất luôn. Bọn em thì thật sự là cảm xúc của em bây giờ rất là bồi hồi. À, vì đây là mùa đầu tiên và không biết năm sau còn có những năm sau nữa không. Không biết rằng là Hoàng Minzy còn được là một trong ba thành viên của band nhạc hay không. Thì lần đầu tiên thì chắc là cho Hòa được cảm ơn đến ekip của chương trình. Một cái lời cảm ơn rất là chân thành nữa là mình phải gửi đến tất cả các khán giả đã đến tham dự tất cả các cái buổi mà mình hát live, cũng như là các khán giả sẽ xem chương trình này ở trên YouTube cũng như là kênh HTV7. Nhờ có các bạn mà những tràng vỗ tay của mọi người thì đêm nhạc trở nên thành công hơn rất nhiều. Với cái bài hát cuối cùng này chắc là cho chị xin mời Lily lên luôn được không? Một bài này cũng quen thôi. Chắc là các bạn sinh viên đứng lên được không ạ? Yeah, vỗ tay nha. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng một tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bên câu trò nói xuân xa. Phố xa thấy thang đất chúng tôi đã chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Sài Gòn, Sài Gòn. Thời gian tới anh em mình sẽ lại không được làm việc với nhau tại chương trình này, tại ekip này, đúng không? Mà em nói thiệt là, thật ra là em muốn chia sẻ một cái. Thật ra đến bây giờ em mới nói, tại vì bình thường em cũng hay bôm bóp cái mồm em ấy. Nên là em nói sợ mọi người kiểu không tin, nhưng mà kiểu em đã từng tham gia rất nhiều chương trình rồi. Và em chưa bao giờ mà nhận được cái sự chăm sóc mà nó ngọt ngào như thế đến từ ekip. Dạng như là mọi người coi mình là nhất ý. À, chị Hòa, nhưng mà kiểu... Tiếng khóc rồi kìa. Love you. Love you so much. Không biết là sắp tới, không biết thật sự, không biết có kiểu... có cơ hội tiếp để được lại được nâng niu như thế nữa không ý. Kiểu như là... mà kiểu đó. Như là sắp tới nhà mình đã bảo là tối nay là mình sẽ không được khóc, mình phải như mọi ngày, nhưng mà thật sự không chịu nổi luôn á, vì ngày cuối rồi. Khóc thì nó, anh nghĩ thì nó không phải là yếu đuối, nó là cảm xúc của em, đâu không gặp được mọi người nữa. Cuộc sống của em, nó là tất cả những gì mà em có. Vì nếu không có âm nhạc thì em không muốn làm được cái gì hết trong cuộc đời này cả. Là hơi thở.
có thể gọi là nguồn sống, không thể nào mà thiếu âm nhạc được trong một ngày. Chắc bây giờ có thể khẳng định một điều rằng Quỳnh không thể thiếu sống âm nhạc được. Bởi đã có một cái thời gian Quỳnh đã thử là chỉ làm những công việc liên quan đến âm nhạc, cho đến khi mà một ngày không cầm mic hát, chắc chắn vẫn sẽ là phải là một công việc gì đó liên quan đến âm nhạc. Chứ Quỳnh thì không thể nào sống thiếu âm nhạc được. Khi mà Ali đã cất cái giọng mình hát lên thì Ali muốn cái khoảnh khắc đó phải là một trong những khoảnh khắc mà nó làm cho mình hạnh phúc nhất. Nếu như mà không có âm nhạc thì Nam nghĩ chắc mình sẽ rất là tẻ nhạt, và trong cuộc sống của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều ý nghĩa. Và Ly luôn có suy nghĩ là Ly không chọn âm nhạc cũng không chọn Ly, mà là Ly và âm nhạc sinh ra để dành cho nhau, và đương nhiên là dành cho tất cả mọi người nữa. Trước đây Hương từng nói mình giống như là một cô gái yếu đuối, tựa vịn vào những bài hát để trưởng thành lên từng ngày. Cảm ơn âm nhạc, cảm ơn đã để Hương thăng hoa và hòa mình cùng với âm nhạc. Thì những cái đánh giá này lại đến từ những bạn thi cùng mình, những người trong nghề. Chứ nó không chỉ đơn giản là này hát kinh quá, bao nhiêu tin đồn, xong rồi nhất là cái khúc trước khi chung kết đấy, anh tính là anh không thi luôn. Vào cái năm 2019 ý, em có viết một cái tâm thư để gửi cho fan của em thôi. Bây giờ thì Hoàn sẽ quyết định là tạm dừng sự nghiệp của mình trong một thời gian, Hoàn sẽ quay trở lại và tốt hơn so với bản thân mình trước đấy. Khi mà em đọc được những cái comment của khán giả khi mà đăng các trang page mạng xã hội, họ đăng nhóm lên á, thật sự là phải suy nghĩ rằng là có nên dừng hẳn hay không á. Thì đến 99% họ comment là: ủa sao không nghỉ luôn đi, sao bây giờ mới làm điều đấy. Bởi vì trước đấy là em đã có năm 2018 rất thành công với Rời Bỏ, Chấp Nhận, Nàng Tiên Cá. Em đã ra mắt MV một năm hết sức chăm chỉ, và em nghĩ là tất cả mọi thứ khi mà trước đó em có làm sai, có xin lỗi thì đã được mọi người ít nhất là bỏ qua. Nhưng không, cái kỷ niệm mà vui mà đến giờ em không quên được á, em có hẹn các bạn fan mà thân thiết nhất khoảng 20 bạn ấy đến nhà để tổ chức một bữa tiệc ăn Noel, thì hát hò nhảy múa tưng bừng ngoài sân đón Noel, xong bắt đầu là đêm tất cả mọi người cùng lên phòng của em ngủ 20 người trên đấy. Ôi trời ơi, tự nhiên có một vài người cứ hay inbox mình, đúng kinh những cái người đấy. Inbox này, comment này, like, mình nhớ tên luôn, nhớ mặt luôn. Nào cũng comment, cái nào cũng like, cũng ủng hộ động viên, còn inbox cả ngày cơ. Đó là những cái người mà gọi là fan ruột, bắt đầu gần với cả mọi người hơn, bắt đầu mới hiểu là à, hóa ra là các em ấy là thương mình thật lòng. Mình tự nhiên mình có cái năng lượng mình tỏa ra, mình cũng yêu thương lại mọi người luôn ấy, bởi vì mọi người chân tình lắm. Toàn người dễ thương để mà sẽ làm nên một chương trình dễ thương. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, cuộc sống nó sẽ có luôn luôn có những cái khúc quanh như vậy, nhưng mà bốn mùa rồi sẽ lặp lại nè. Chúng mình vẫn phải sống thôi, tiếp tục sống làm việc.